Bạn sẽ không phải đoán già đoán non nữa và cũng chẳng cần phải ngày ngày đợi chờ những thông tin từ tương lai Mbappe làm gì cả. Vì bom tấn đã nổ giữa đêm qua khi rất nhiều người vẫn còn đang say giấc nồng. Kylian Mbappe đã chính thức tuyên bố sẽ rời khỏi Paris Saint-Germain mùa hè này. Dù sang chủ của câu lạc bộ chưa đưa ra thông báo, nhưng các nguồn tin chuyển nhượng uy tín đều khẳng định điều này sẽ xảy ra. Trên trang cá nhân, Fabrizio Romano đã đưa ra tuyên bố Kylian Mbappe đã thông báo đến chủ tịch của Paris Saint-Germain Nasser Khelaifi về quyết định sẽ ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Các điều khoản liên quan đến việc rời đi đều được đôi bên đồng ý. Tuy nhiên, Kylian vẫn chưa hoàn tất những cam kết của anh với đội bóng này. Thông tin này cũng được nhà báo David Ornstein của The Athletic xác nhận với thông báo Mbappe đã quyết định rời Paris Saint-Germain vào mùa hè này. Các điều khoản vẫn chưa được thống nhất hoàn toàn và đôi bên sẽ làm việc để hoàn tất mọi thủ tục trong những tháng tới. Khi hai trong số những chuyên gia chuyển nhượng hàng đầu của làng bóng đá thế giới đều đồng loạt công bố, bạn cũng đã hiểu mối lương duyên của Kylian Mbappe với Paris Saint-Germain đã đi đến hồi kết. Nhưng giờ mới là thời điểm bắt đầu cuộc chạy đua khác, một cuộc chạy đua đắt đỏ bậc nhất mùa chuyển nhượng sắp tới. Hãy cùng bắt đầu phút bù giờ của ngày hôm nay với những câu chuyện nóng hổi nhất xoay quanh hiện tại và tương lai của tiền đạo người Pháp. Một trong những câu hỏi lớn nhất được đặt ra là tại sao Mbappe lại chọn ngày 15 tháng 2 để gửi đến vị chủ tịch một thông tin sốc đến vậy? Chắc là anh vẫn thương Khelaifi nên để cho ông có được một ngày Valentine bình an trước khi giông tố ập đến. Ngược dòng thời gian để trở về với hồi đầu tháng này, khi những thông tin rầm rộ về việc Real Madrid muốn chiêu mộ Mbappe bắt đầu xuất hiện rộng rãi. Khi ấy, chủ tịch của Paris Saint-Germain đã lên tiếng khẳng định tương lai của tiền đạo người Pháp và cho rằng nếu Mbappe ra đi, ông sẽ là người đầu tiên được biết tin này. Nửa tháng sau, Kylian vẫn giữ nguyên lời nói đó và Khelaifi là một trong những người biết tin đầu tiên. Có lẽ Kylian lựa chọn thời điểm sau một chiến thắng để thông báo tin sốc. Dù sao nó cũng là thời điểm hợp lý vì lúc thắng rồi, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ cả. Hoặc thậm chí cậu đã quyết định từ lâu nhưng giờ mới đưa ra tuyên bố chính thức về tương lai. Dù thế nào đi chăng nữa, những gì Mbappe đã để lại ở Paris Saint-Germain là thứ tài sản vô giá và những gì mà cậu có thể đem lại cho đội bóng này vẫn còn đầy tiềm năng bởi đội bóng thủ đô vẫn còn đang chinh chiến ở mọi đấu trường, trong đó có cả UEFA Champions League. Chắc chắn sẽ rất khó để Paris Saint-Germain có thể tìm được một người có khả năng gánh team khỏe như Kylian Mbappe khi nhìn vào những kỷ lục cùng những thông số này. Với bàn thắng ghi được vào lưới Real Sociedad, chân sút sinh năm 1998 đã đi vào lịch sử của giải đấu với tư cách là người đầu tiên ghi bàn trong 10 trận liên tiếp trên sân nhà trong lịch sử UEFA Champions League. Chuỗi thành tích của Mbappe bắt đầu từ tận mùa giải 2021-2022 và được duy trì đến mùa này khi anh ghi bàn trong tất cả trận đấu trên sân Parc des Princes tại Champions League từ tháng 9 năm 2023. Mbappe cũng cán mốc 44 bàn thắng ở sân chơi Champions League trong sự nghiệp, sánh ngang Mohamed Salah và Didier Drogba. Lúc này, Mbappe chỉ kém thành tích ghi bàn của 13 cầu thủ khác tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ. Ngoài ra, ngôi sao số 7 của Paris hiện là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại tại sân công viên Các Hoàng Tử. Anh đã có bàn thắng thứ 111 trên sân nhà của câu lạc bộ và vượt qua cựu đồng đội Edinson Cavani, người có 110 bàn từ năm 2013 đến năm 2020. Giống như El Matador, Kylian Mbappe đã đạt được cột mốc quan trọng trong mùa giải thứ 7 tại câu lạc bộ. Hành trình bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2017 khi anh ghi bàn thắng đầu tiên trên sân nhà trong chiến thắng 6-2 trước Girondins Bordeaux. Ở mùa giải năm ngoái, tiền đạo người Pháp khép lại mùa giải bằng 29 pha lập công, đồng thời có lần thứ 5 liên tiếp trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất Ligue 1, san bằng kỷ lục trước đây do Jean-Pierre Papin nắm giữ. Carlos Bianchi, Delio Onis cũng có 5 lần chiếm giữ vị trí số 1 nhưng bị gián đoạn. Mbappe đã ghi 28 bàn trong mùa giải 2021-2022, 27 bàn trong mùa giải 2020-2021, 18 bàn trong mùa 2019-2020, bị rút ngắn do Covid-19 và 33 bàn trong chiến dịch mùa giải 2018-2019, mùa mà anh ghi nhiều bàn thắng nhất ở Ligue 1. Điều đầu tiên mà Paris Saint-Germain được hưởng lợi khi Mbappe ra đi, họ sẽ không phải tiêu tốn 200 triệu euro mỗi năm để trả lương cho cầu thủ này. Bên cạnh đó, đội bóng sẽ tiếp tục kiên định với chính sách mới thay vì tạo ra giải ngân hà với những Neymar, Messi hay là Ramos. Trong bối cảnh luật công bằng tài chính đang treo lơ lửng trên đầu các đội bóng, 200 triệu euro tiền quỹ lương là một con số khổng lồ đủ để Paris Saint-Germain có thể chiêu mộ nhiều ngôi sao tên tuổi khác. Nhưng họ cũng mất mát quá nhiều là đằng khác.
Nếu như Mbappe gia nhập Real Madrid, điều đó chẳng khác nào cái tát và niềm kiêu hãnh của anh Khelaifi, người ghét Florentino Perez như hát nước đổ đi. Còn đánh mất cả vị thế và tên tuổi của mình nữa, vì nhắc đến Paris Saint-Germain hiện tại là nhắc đến Mbappe. Nói không quá khi tiền đạo người Pháp là bộ mặt, là nguồn sống của đội bóng này. Thậm chí có nhiều cổ động viên theo dõi Paris Saint-Germain không phải vì họ mạnh, mà đơn giản là đội bóng ấy đang có thần tượng của họ thi đấu. Quan trọng hơn cả, Paris Saint-Germain sẽ phải tìm kiếm một ai đó có khả năng gánh đội khỏe như là Kylian, một người có thể cung cấp đầu ra khoảng 30 bàn thắng mỗi mùa. Tìm trên thị trường chuyển nhượng hiện nay chắc phải cỡ Erling Haaland mới đem đến gần ấy những bàn thắng. Thôi thì chẳng còn cách nào khác, họ lại phải đi tìm thôi. Nghe đâu Rafael Leao cũng là một lựa chọn hợp lý với Paris Saint-Germain cho tương lai. Hai năm trước, mùa hè 2022, Paris Saint-Germain hồ hởi thông báo họ thành công gia hạn với Kylian Mbappe đến năm 2025, chấm dứt mọi nỗ lực của chủ tịch Real Florentino Perez. Đây được xem như là cú chốt hạ quan trọng của Paris Saint-Germain khi ai cũng biết tài năng Mbappe lớn thế nào. Mbappe đang là một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm bậc nhất hiện tại. Vị thế của Mbappe lúc này chẳng khác gì Ronaldo và Messi vài năm về trước. Sự xuất hiện của Ninja Rùa trong đội hình không chỉ khẳng định sức mạnh về mặt chuyên môn, nó còn nâng tầm giá trị của Paris Saint-Germain trong mắt các nhà tài trợ. Cho nên, Paris Saint-Germain sẵn sàng biến tiền đạo người Pháp trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới bóng đá. Tuy vậy, mọi thứ lại thay đổi chóng vánh. Sau một năm, hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn sau một mùa. Paris Saint-Germain muốn giữ Mbappe nhưng tiền đạo này thì không. Ước mơ khoác áo Real Madrid lại trỗi dậy bên trong Mbappe. Oái oăm ở chỗ Mbappe lại muốn ra đi dưới dạng tự do, tức là cầu thủ này sẵn sàng đá thêm cho Paris Saint-Germain đến hết mùa 2023-2024. Điều này đồng nghĩa với việc Paris Saint-Germain vừa mất trắng cầu thủ đắt giá nhất thế giới theo Transfermarkt với 180 triệu euro, vừa phải chi thêm 150 triệu euro tiền lương cộng phí trung thành để trả cho Mbappe. Như vậy, nếu kịch bản đó xảy ra, Paris Saint-Germain có thể bay mất hơn 330 triệu euro mà chẳng thu về đồng nào. Paris Saint-Germain cho rằng Mbappe muốn chơi khăm họ bởi nếu anh ra đi tự do, đội bóng Pháp coi như chẳng có gì. Mối quan hệ không tốt đẹp giữa hai ông chủ Nasser Al-Khelaifi và Florentino Perez đang khiến đội chủ sân Parc des Princes muốn bán Mbappe sớm ở mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không thể trở thành hiện thực. Dẫu sao, với việc Mbappe ra đi, Paris Saint-Germain có thể tiết kiệm 200 triệu euro mỗi năm. Giờ đây, đội bóng nước Pháp sẽ buộc phải tập trung phát triển cầu thủ trẻ và xây dựng lối chơi tập thể, chứ không còn có thể chỉ dựa vào một ngôi sao thường xuyên gánh đội như Mbappe. Viễn cảnh này được nhiều cổ viên bình luận Bruno có bóng và Mbappe đang di chuyển. Nghĩ đến đây thôi thì nhiều Manosian đã mất ăn mất ngủ vì sung sướng mất. Trong khi đó, Barca cũng được cho là có một số động thái để đàm phán với Mbappe về tương lai. Thử tưởng tượng nếu đội bóng xứ Catalan có được sự phục vụ của tiền đạo này thì đúng thật là hết nước chấm. Tìm đâu ra một chân sút vừa có tầm ảnh hưởng, vừa giúp đội bóng lấy lại hình ảnh, lại vừa giải mọi bài toán trên hàng công bây giờ. Nhưng thôi, chúng ta cần phải thực tế một chút vì Real Madrid đang là bến đỗ lý tưởng nhất với Mbappe vào lúc này. Theo những cập nhật mới nhất, kênh Kênh Trắng đã gửi bản hợp đồng đến tay Kylian, trong đó có ghi rõ anh sẽ nhận lương thấp hơn hiện tại và thấp hơn hẳn lời đề nghị từng đưa ra vào năm 2022. Mbappe sẽ phải đối mặt với thực tế, một là giảm lương, giảm đãi ngộ để đến với đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Phía Real vẫn đang rất tự tin với thương vụ này, nhưng họ vẫn cực kỳ thận trọng sau hai lần bị Mbappe cho leo cây. Không chỉ Paris Saint-Germain thiệt hại, mà chính bản thân Mbappe cũng mất đi những đặc quyền mà anh đã và đang sở hữu trong màu áo đội bóng thủ đô nước Pháp. Bởi Real Madrid không phải là câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra 200 triệu euro một năm để trả lương cho một cầu thủ. Theo Marca, Real Madrid đã chính thức gửi lời đề nghị đến Kylian Mbappe sau khi cầu thủ này hạ quyết tâm rời Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, mức lương Los Blancos đưa ra cho Mbappe được cho là khá thấp, thậm chí còn thấp hơn cả lời đề nghị vào hè 2022. Trước đó, Mbappe được cho là đã đề nghị mức lương lên đến 43 triệu euro mỗi năm để đến khoác áo Real Madrid. Đó là chưa kể khoản lót tay 125 triệu euro kèm tỷ lệ ăn chia bản quyền hình ảnh hơn 60%. Mbappe chỉ muốn gia nhập Real, mối bận tâm của anh lúc này chỉ là cố gắng đàm phán để nâng lương, thưởng lên mức cao nhất có thể. Cách đây 2 năm, Mbappe cũng đến gần với việc gia nhập Los Blancos theo dạng tự do. Khi đó, đội bóng Tây Ban Nha đồng ý trả 110 triệu euro tiền thưởng ký hợp đồng cho Mbappe, cộng thêm mức lương 26 triệu euro mỗi mùa cho tiền đạo này. Hiện tại, Real Madrid không còn đủ khả năng tài chính làm điều đó. Việc đầu tư nâng cấp Bernabeu tiêu tốn 525 triệu euro khiến Los Blancos phải thắt lưng buộc bụng trong những năm qua. Chính điều này khiến Mbappe không hài lòng. Họ kỳ vọng Real Madrid sẽ giữ nguyên đề nghị giống như cách đây 2 năm.
Thực tế mong muốn của phía Mbappe hoàn toàn dễ hiểu khi tiền đạo 25 tuổi này được đối xử như ông hoàng tại Paris Saint-Germain. Mbappe đang hưởng mức lương 75 triệu euro sau thuế mỗi mùa tại Paris Saint-Germain, chưa kể các khoản thưởng, anh cũng được quyền lựa chọn thời hạn trong hợp đồng mới nếu ở lại. Dẫu vậy ở Real Madrid, Florentino Perez không bao giờ để cho lợi ích của một cầu thủ được lớn hơn lợi ích của đội bóng, hoặc là Mbappe phải chấp nhận, hoặc là chân sút người Pháp tự tìm được bến đỗ khác khả thi hơn Real Madrid hiện tại. Như vậy, quãng thời gian gắn bó của Kylian Mbappe với Paris Saint-Germain đã chuẩn bị đi đến hồi kết, nhưng nó cũng mở ra một chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của cầu thủ này. Quan trọng là lần này Mbappe cần chọn đúng nền văn minh, bởi đây là bước ngoặt lớn nhất với cầu thủ người Pháp. Chúng ta sẽ còn cập nhật những diễn biến mới nhất xoay quanh tương lai của Kylian trong những video tiếp theo trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn bây giờ là lời chào tạm biệt từ ekip sản xuất chương trình. Cảm ơn đã đồng hành và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.